Rồi giờ vô điểm mạnh điểm yếu nè, Dương có điểm mạnh điểm yếu gì Dương? Em điểm mạnh thì em là một người rất là vui tính, hài hước, trong tình yêu thì khá là lãng mạn và em có thể nấu ăn được. Còn điểm yếu thì về tính cách thì cũng, em thấy cũng không có nhiều lắm. Trong tình yêu thì đôi khi hơi vô tâm một chút. Em thấy điểm yếu lớn nhất của em là hiện tại trong tay chưa có gì cả, tay trắng. Tới như này vẫn tay trắng như vậy thì bao nhiêu năm mà đi học rồi đi Nhật, đi Canada rồi đó là tiền ai lo? Em lo hết. À, có nghĩa là cũng có vừa làm vừa lo nhưng mà đủ trang trải, đủ đi rồi tùm lum vậy thôi chứ không có dư thôi đúng không? Đúng. Không có vậy là cũng bản lĩnh chứ, tự lo cho mình. Quay qua chàng trai Tuấn Anh của tôi nè, quay lại chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Tuấn Anh ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh của em thì em thấy là em là người tự lập, biết chia sẻ nhiều điều với mọi người, biết làm được những công việc trong gia đình, biết nấu ăn và hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em không thức khuya được nhiều. À, thường mấy giờ là em ngủ? Có nghĩa là em thức khuya và một ngày đó là em xuất khí rất chỉ nhanh. À, nhưng mà bây giờ bình thường là mấy giờ là em ngủ? Cái bình thường thì phải tầm 10 rưỡi đến 11 giờ là em ngủ. Rồi bây giờ chị hỏi luôn nè, đó bây giờ là định có dự kiến là ở trong này lập nghiệp luôn hay là về quê? Trước khi em đi vào trong Sài Gòn này em xác định là em vào trong này để em lập nghiệp. Rồi, bây giờ mình có khá hơn bạn Dương bên này không? Em ở Biên Hòa thì thực ra thì em có dự kiến để làm nhà ở khu vực đấy rồi. Có dự kiến rồi, vậy là có sự chuẩn bị rồi phải không? Ổn ổn rồi phải không? Để dành được tới đâu rồi? Được cái móng hay được cái nhà hay được cái gì rồi? Nếu mà tìm được bạn gái đi đến hôn nhân thì em sẽ dự kiến là xây nhà. Wow, vậy là mọi thứ chuẩn bị hết rồi. Có vợ là xây nhà luôn nha. Bây giờ người ta có đất nền rồi. Hiện giờ mình nãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình là mình có gì nè? Dạ, về điểm mạnh của em á thì em là một người tự lập từ nhỏ rồi. Dường như là từ lúc 14 tuổi là em đã đi ra đường và kiếm tiền, và công việc đầu tiên của em đó là đi làm cô xin. Và giúp việc. Dạ đúng rồi. Thì em làm giúp việc là làm môi sinh để kiếm tiền. Và em cũng đi làm công nhân, nói chung là em làm rất là nhiều việc từ hai bàn tay trắng. Và điểm mạnh của em là em nấu ăn cực kỳ ngon và em cũng rất là khéo tay trong mấy cái việc mà trang trí là nấu nướng. Với lại là em là cung sử nữ nên dường như là tính của em thì có một chút cầu toàn và hơi kỹ tính, nhưng mà em không có tính lắm đâu. Một cô gái nghe giới thiệu rất là ấn tượng ha. Làm quá cho việc mà bắt đầu giỏi giang, tự lập rất sớm. Dạ. Và bây giờ thì kinh tế của em thì cũng rất là vững. Em nói chung là cũng rất là tự tin và tự hào về bản thân mình đã vượt qua rất là nhiều thứ. Và thu nhập của em thì bây giờ tới thời điểm hiện tại thì 100 triệu trở lên trong một tháng, 100 triệu trở lên trong một tháng. Đạt té ghế rồi, Đạt té ghế rồi. Làm streamer mà đâu phải vừa. Dạ, mừng cho Hương nha, cái ngày tháng mà mình khổ mình cũng qua rồi hả Hương ha? Dạ vâng ạ. Mình hưởng thụ hả cưng ha? Không, mà nãy cũng mới nói nhưng mà em cũng có rất nhiều điểm yếu. Đâu đây em nghe phải điểm yếu không? Dạ, điểm yếu của em thì em cũng giống như bé em đây thì em cũng có một chút hay quên não cái vàng á. Em nghĩ là dạ đúng rồi, chắc là lớn tuổi quá hay sao? Em có một chút là tính em hay nóng và em bởi vì đó là lý do em cần có một người đàn ông bên cạnh em mà người ta tính trầm hơn và có thể là điềm tĩnh hơn và để kìm được cái tính. Độ tuổi này anh thiết nghĩ là độ tuổi lập gia đình là đẹp nhất trên đời. Vậy đang còn hợp với tình trường của em luôn đó Hương. Dạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua đúng một mối tình năm 22 tuổi và cho tới giờ là 7 năm rồi em không quen ai cả. Mối tình nó kéo dài nhiêu lâu? Chỉ kéo dài 1-2-3 tháng vậy thôi à. Ủa sao vội vậy? Ủa là cái mối tình đó mình quen từ hồi mình là 22 tuổi mà quen được có mấy tháng thôi hả? Và sao? Lý do? Nói chung cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này thì em không kìm được cảm xúc. Em chia sẻ chị nghe thôi. Tại vì lúc đó em cũng là một người nổi trên mạng á, hot girl á, thì cũng nổi tiếng rồi nhiều bạn cũng thay đuổi lắm nhưng em không chịu, em hơi kén, cũng chảnh, nói chung là như vậy. Con gái mà em lúc đó cũng mê cha đẹp. Bạn đó biết em còn con gái á, nên bạn đó nói chung là lấy đi rồi xong bạn đó bỏ đi. Lúc đó em mới biết là bạn đó có người yêu rồi, bạn đó chỉ lừa em thôi. Là từ đó là em mất niềm tin vào đàn ông tới giờ. Chị thấy đâu có gì đâu mà để 7 năm trời mình không có mở lòng ra với một người nào khác. Tại vì em là xung quanh em chắc chắn là nhiều người đeo đuổi lắm. Dạ, tại vì thật sự là cái ngoại hình của em á, em là cái lối sống của em là sống theo kiểu nước ngoài. Mặc dù là em là một người không có hư nha, em là người rất là sống theo kiểu con Ngôn Hạnh á, nhưng mà em có ngoại hình của em là thích cái style sexy. Đây em nghĩ đó là lý do những cái chàng trai mà nhìn ngó tới em là người ta chỉ muốn là muốn cái gì đó thân xác em thôi. Chị hiểu cái này thì chị hiểu rất là rõ luôn cảm xúc của phụ nữ. Thật ra là cái style ăn mặc nó không đánh giá được cái tính cách hay là cái đạo đức gì của con người hết. Nó là cái sở thích thôi. Em diễn tả cái mẫu người em mong muốn đây nè chị coi. Thì em đi. Cũng thích người đàn ông mà nói chung có ngoại hình một tí. Vẫn mê trai đẹp em ha. Vẫn mê trai đẹp em ha. Ờ không cái gu mà. Rồi tiếp gì nữa nè. Gu có ăn mặc hả? Cao ráo một tí, tại vì em hơi bé con nên em cũng thích một người nào cao ráo để che chở cho em có cảm giác như vậy, và biết suy nghĩ chín chắn. Về kinh tế thì em mong người đó cũng phải ổn định. Tại vì em thì chưa bao giờ dựa vào đàn ông cả. Tất cả từ xưa đến giờ là em tự tin là hai bàn tay của em tự lập, và chưa bao giờ em dựa vào một người đàn ông nào cả. Nhưng mà khi mà em quen một người hay là sau này cứ kết hôn đi, thì em cũng cần người đàn ông nó cũng phải có kinh tế ổn định. Tại vì sau này còn có con cái, lo nhiều thứ lắm. Đúng rồi. Đó thì em suy nghĩ nó hơi xa. Nhưng mà nếu mà chàng trai đó không bằng em đi thì em cũng sẽ biết cách cư xử như thế nào đó. Tại vì xưa em cũng có quen tìm hiểu một bạn, cũng làm một tháng có 7-8 triệu à. Nhưng mà em vẫn quen. Tại bạn ấy thế nào? Con nít của anh. Tại vì bạn ấy nhỏ, em 10 tuổi lận. Vâng. Và em quan trọng là nếu mà không cho được vật chất thì ít nhất phải cho được tình cảm, sự chân thành. Em thì là về cái cảm nhận, về cái sự quan tâm. Tại vì em là cái gu thích lãng mạn. Những cái nhỏ thôi, sự quan tâm từng chút nhỏ cũng sẽ làm em cảm động. Tại vì thật sự là em bị lâu rồi không có bồ á, nên em cũng bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người. Rồi nói chung là cũng thích trai đẹp, phụ nữ có điều kiện thì ai cũng thích có gì đó nó lãng mạn nhẹ nhàng trong tình yêu một chút. Thì không biết là nãy giờ Tuấn Anh nghe những chia sẻ của em gái ngồi ghế đỏ bên kia thì Tuấn Anh có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của bạn ấy? Em thấy bạn gái ghế đỏ thì bạn là người mạnh mẽ. Đó là bên ngoài thôi ạ. Tại vì bạn cũng giống như em là có tính tự lập. Mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối thì tình cảm lắm nha, mới khóc quá trời kìa. Rồi vậy còn tình trường của em thì như thế nào Tuấn Anh? Em yêu 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì thời sinh viên. Em yêu được 2 năm. Thời sinh viên thì chỉ là yêu mưa rào thôi. Mối tình thứ hai của em là cũng yêu được khoảng tầm gần 2 năm. Em và bạn nữ đấy có một số điểm không hài hòa với nhau. Chẳng hạn như là bạn gái đấy thì hay đi chơi quá khuya. Mình lại là ngủ sớm. Em thì không phải là ngủ sớm mà tính em thì em có chừng mực. Còn mối tình thứ ba thì em và bạn gái đấy yêu được hơi 2 năm. Trời, đây cũng dài chứ, 3 mối, mỗi mối 2 năm. Khi em vào trong Sài Gòn này lậm nhậm thì bạn gái đấy do khoảng cách giữa hai người không đi đến được hôn nhân. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em mong muốn là người bạn gái của em là biết chia sẻ với em. Bạn gái là người truyền thống và hiện đại. Truyền thống và hiện đại có hả? Truyền thống là đối lập nhau. Về trong gia đình thì người bạn nữ đấy thì đảm đang về chia sẻ với em trong chuyện gia đình, nấu ăn này và chăm sóc. Bên kia nấu ăn ngon, giỏi. Chăm sóc về con cái. Rồi. Còn hiện đại. Và hiện đại thì bạn nữ đây là ra ngoài thì có thể là sexy này hoặc là sao hiện tại giống như hiện tại cô gái bệnh với vậy ta nữa. Sexy một chút này. Sexy một chút. Và ngoại giao thì có thể năng động hơn. Rồi bây giờ qua tình trường của Dương. Tình trường của Dương sao nè? Tình trường của em thì có 2 mối tình chính thức. Một cái chính thức đầu tiên đấy là vào hồi em học năm 2. Thời gian mà quen nhau thì là được khoảng tầm 5 rưỡi, nhưng mà thời gian yêu nhau chỉ được có 2-3 tháng thôi. Sau đấy thì bạn ấy kiểu như là bạn ấy quay lại với người yêu cũ. Trời sao đang quen với em quay lại người yêu cũ. Em thấy là trong tình yêu thì duyên phận nó quyết định, nên là khi một người ta đã không muốn tiếp tục với mình thì mình cũng cố gắng. Nhưng mà lúc đó em có bị sốc không? Có chứ. Sốc cũng vậy. Lúc đó em trả lời cổ như thế nào? Thôi hả? Em không nói gì cả. Sau cái đợt mà bạn ấy nói như thế nhưng bọn em vẫn tiếp tục mối quan hệ cho đến 1 năm rưỡi sau. Trời ơi. Đúng rồi. Vậy là đi song song cả hai hả? Song song cả hai luôn. Sao em rảnh vậy? Vì em sinh viên mà. Sinh viên rất là rảnh. Cuối cùng là cuối cùng em dứt trước hay là bạn trai kia dứt trước? Cuối cùng thì em dứt trước, bởi vì sau đó đấy là em kết thúc 4 năm đại học và em sang bên Nhật thì bạn ấy cũng theo em sang bên Nhật luôn. Ủa vậy hả? Học trường tiếng bên Nhật luôn. Ủa? Cơ hội quá trời mà sao kỳ ta. Nhưng mà đi là hẹn hò đi chung đó hả hay là mạnh ai nấy đi? Không phải, lúc sau đấy thì em có một cách em làm bạn ấy yêu lại em. Em đã xài tuyệt chiêu gì nè, em kể là cái đó coi. Nói tuyệt chiêu trả thù gì đó, trả thù phải không? Sau lúc đấy thì em cũng rất là đau khổ và em kiểu như là quyết chí phục thù, cũng hơi xến quyết chí phục thù như chị nói. Tôi trầm tâm lý lắm. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy xong với người cũ bạn ấy nữa. Nên là em quyết định tinh thần là thôi chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết định là khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em thì bạn ấy lại phụ nữ chị cũng đặt lại bạn ấy lại không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Bây giờ hiện giờ nè em đã dứt khoát thẳng với lại cô đó rồi đúng không? Chuyện đó từ năm 2013 đến giờ là 7 năm rồi. Rồi mối tình sau như thế nào? Mối tình sau thì là bạn này học cùng lớp tiếng Nhật với em. Bạn ấy kém em 7 tuổi. Yêu nhau khoảng được bao lâu? Cũng 1 năm rưỡi thì bạn ấy đã quen người khác. Bạn ấy quyết định chia tay em. Nói chung là thân phận cũng bọt bèo ha. Không sao, cũng đau khổ. Ngày hôm nay nhiều khi sẽ là ngày tươi sáng của em. Mà nãy giờ không biết là Hân nghe hai câu chuyện tình của anh Dương, là Hân thấy sao Hân? Dạ em thấy có một sự trùng hợp nhẹ nhẹ. Trùng hợp như thế nào? Cái mối tình mà nó khiến cho em cảm thấy là kiểu mình nghĩ nhiều về nó, nhất là cũng vào cái năm em học năm 2. Là giống nhau năm 2 thì em đi mùa hè xanh và em quen một anh. Quen nhau cũng được khoảng gần 2 năm. Dạ thì cũng bắt đầu là xảy ra những cái xích mích, đặc biệt là trong cái lúc mà khoảng dịch á, xa cách đó là mình cũng hay xa mặt cách lòng. Không có gặp nhau. Vậy là cũng mới đây thôi, dịch thì cũng mới đây thôi đúng không? Dạ thì tụi em cũng đã dứt khoát từ hồi khoảng tháng 6 năm 2021. Dứt khoát là lý do gì? Dạ tại vì là kiểu ảnh cũng là còn là sinh viên thì ảnh cũng chưa có gì trong tay hết. Nhưng mà em vẫn nói với ảnh là thì đến qua hết cái thời sinh viên thì mình cứ cố gắng mình sẽ tạo nên được những cái thành công trong tương lai. Nhưng mà kiểu những cái gọi là tư tưởng đó thì ảnh đặt nặng sự nghiệp, và ảnh khi mà ảnh đặt sự nghiệp thì ảnh không muốn là nghĩ tới chuyện là hai đứa sẽ lâu dài thôi. Nói chung là bây giờ là không có cùng chung chí hướng nữa. Dạ, ảnh lo đi làm ăn đúng không? Anh muốn kiếm một người như thế nào nè? Mẫu người của em như thế nào? Dạ về ngoại hình thì em tại vì em cũng khá thấp nên là em cũng mong kiếm được một người yêu em cao tầm khoảng 1m7 là được. Về tính cách thì em cũng muốn một người con trai khá là khiêm tốn. Ngoài ra thì ảnh cũng phải gọi là người có chí hướng trong công việc. Có thể bây giờ anh chưa có gì nhưng mà anh phải có định hướng cho tương lai của mình, chứ anh không được bỏ lơ. Hôm nay 4 bạn đều kiểu nó có những cái điểm chung này, nó cũng có những cái điểm chung kia, nó còn bù qua đắp lại. Thế bây giờ thì Tường muốn hỏi ý kiến người thân, tại vì hôm nay là bên nhà trai thì Tường không thấy ai, nhưng mà nhà gái có một cô. Bây giờ em là đi theo ai đây? Em tên gì cưng? Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên Huyền ạ. Em là bạn của bạn Hân ạ. Bạn của Hân. Em sẽ nói về bạn một chút, đó là bạn em có nghĩa là có những cái suy nghĩ là chín chắn một chút xíu. Em ra là em thấy là bên hai anh này thì anh Dương có lẽ sẽ hợp với bạn một chút. Hợp về cái điểm gì? Có nghĩa là bạn em cũng mới ra trường thì anh này cũng chưa có gì hết. Có nghĩa là nếu mà hai người nếu mà được với nhau thì cùng một chí hướng thì sẽ là sau này tương lai nó sẽ ổn định và tốt hơn. Trời, đúng anh Dương. Tôi thích những người mà nhận xét mà nó rõ ràng, nó rõ ràng đó. Bây giờ mở cửa luôn đi cho hai bên trò chuyện với nhau luôn đúng không chị? Còn gì nữa bây giờ? Mở cửa trái tim. Mặn gì mặn đi. Em chào anh. Cảm nhận về cảm nhận của em thì dường như khi mà chưa mở ra thì nghe hai anh cả anh bên cái xanh và cái đỏ thì nói chuyện cũng đều rất là chín chắn, và nếu ngoại hình thì chắc là cũng đều là ok hết rồi đấy. Cũng là hợp lý phải không? Vui phải không? Còn em, cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Cảm xúc của em thấy bạn nữ ạ, thấy đỏ, thấy bệnh nhi baby. Đó, đã tới lúc mình thể hiện. Vỗ tay, vỗ tay. Món quà này đối với anh rất chi ý nghĩa. Anh muốn gửi đến em là thời gian của anh rất chi là quý giá, và anh mong muốn là một người bạn gái đi với anh đi đến hôn nhân theo thời gian bền lâu. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng, đây là cây viết em rất thân trọng, và em cũng mong là nếu mà mình đến được với nhau thì mình phải dùng cây viết này mà viết lên chuyện tình của hai mình. Hay quá. Đeo đồng hồ luôn đi cưng. Học đi, không có gì đâu hết. Đừng rớt à. Bình tĩnh lại. Cứ rồi. Chúc mừng cho màn chào gặp mặt của hai bạn. Rồi tới em. Wow, nó thật là trùng hợp, điều nó là màu đỏ. Ồ vậy hả? Wow, có vẻ đây là định mệnh. Nay ngồi ghế màu đỏ luôn. Rồi, cảm ơn em. Quá tuyệt vời. Màu đỏ với em hôm nay ý nghĩa rất chi là may mắn. Màu đỏ này em muốn tặng cho bạn nữ. Được rồi. Một màn chào đầu rất là ấn tượng ha. Rồi cặp đôi này. Trời ơi. Bạn tay vậy. Anh hôm nay thì đến đây thì chỉ có món quà nhỏ, đấy là cái gương trang điểm này thôi. Thì anh hy vọng là mỗi lần em mở chiếc gương trang điểm này ra sẽ thấy hình bóng của bạn gái trong đó. Chứ không phải hình bóng của anh. Cái gì vậy? Có cái hình là em chồng không? Đó, một mặt là cái gương, một mặt là mặt em. Mở ra thấy em luôn. Không, bạn ấy mở ra sẽ thấy hình ảnh của bạn gái em trong đó. Trời ơi. Ví dụ như anh nhìn là có được là bạn gái em luôn không? Đúng đó, trả cho người ta coi. Thái mà tự nhiên có cái chiêu Trời cái này nhìn gỗ luôn á, trời nhìn vô thấy bà Nga nó chồng đó. Trời ơi, những chiêu mà cua gái như này hay quá. Em à, em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ. Em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ. Đó, dạng gì? Sao em, cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Dạ em hơi rung. Thì thường thì em được mệnh danh là nữ hoàng thả thính trong trường. Bây giờ tự nhiên em được thả thính như vậy em hơi bị. Nhưng cái chiêu xạo thả thính này dính không? Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Vui rồi, vui rồi. Em có tặng quà gì không? Dạ đầu tiên thì em cũng cảm ơn món quà của anh. Em có khá là nhiều lần muốn mua gương trang điểm nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà chưa bao giờ mua hết, và em nghĩ là lại có sự vô tình khi mà anh tặng chiếc gương trang điểm như thế này. Và mai mốt thì em đi đâu em sẽ mang theo. Wow, trời ơi, giật mất ly thân rồi. Dạ, em đến chương trình thì em cũng có một món quà nho nhỏ muốn gửi tới cả chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt với lại cả ba người cùng tham dự luôn ạ. Ủa vậy hả? Hay quá. Ôi, em thật là chu đáo. Cảm ơn em, cảm ơn. Bạn có để riêng màu đàng hoàng đó. Trời ơi, trời. Cái này là của chị hả? Dạ. Rồi chị cảm ơn em. Riêng với hai anh nam thì ekip chương trình có chuẩn bị cho em hai cái dĩa với lại muỗng ạ. Để cho mọi người có thể thử luôn tại chỗ. Ở đây em làm hay gì? Dạ cái này á thì là pate, em có cái này là chủ yếu là mẹ em và em thì có phụ mẹ. Em có phụ mẹ phải không? Rồi mở nắp ra đi em thử cho cổ miếng đi. Trời ơi hấp dẫn quá, cô chu đáo ghê ha. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu, bởi vì mặc dù em nấu không được ngon bằng mẹ em nhưng mà mẹ em thì nấu ăn cực kỳ ngon. Mẹ cho con rể đó phải không? Nấu cho con rể ăn đúng không? Sao? Pate gan của mẹ nấu như thế nào? Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trời ơi, coi dưới khán giả sao mà vỗ tay dữ vậy? Sao dính thính nhiều quá. Thính quá trời thính. Em thấy là mùi vị pate rất đậm đà. Wow. Rồi cảm ơn món quà của em nha. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu. Bây giờ hai em gái ưu tiên nè, hai em có muốn hỏi gì hai anh Tuấn Anh với anh Dương ngày hôm nay không? Em hỏi nó đã trước là ví dụ mà sau này có quen nhau á, em cũng rất là thích bạn nam cũng biết nấu ăn. Mặc dù em nấu rất ngon, em nấu rất là ngon và rất khéo, nhưng mà em muốn làm cái gì cũng phải hai người cùng làm. Tại vì trước đó thì em có tìm hiểu hai bạn nam và em cái gì em cũng nấu ăn lo cho người ta từng ly từng tí, cái cảm giác như là em chu đáo quá, em chăm sóc người ta quá, cái người ta là cảm giác là cô gái này mình đã chinh phục được rồi, người ta không hứng thú về bạn, có tôn trọng nữa. Em như thế nào? Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ, điều đó là hạnh phúc đối với anh. Nhưng mà sau lần này là em cảm thấy em rút kinh nghiệm lắm mà em phải giữ lại một tí, bớt lại cơ. Đúng rồi. Em mới nói là em nếu mà làm cái gì thì em cần cả hai cùng làm. Ví dụ như anh không nấu ăn được thì em nấu, anh lặt rau, nói chung làm cái gì cùng làm nó sẽ cùng nhau làm hơn. Cái điều đó anh nghĩ là anh làm được, chắc chắn anh sẽ làm được. Điều đó là bình thường của anh thôi. Bình thường, nghĩ đó đều bình thường. Còn em muốn hỏi bạn nam Dương. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh tâm sự là sau cái mối tình kia anh Kiều Phượng nói lập kế hoạch phục thù. Đúng rồi. Em cảm thấy rất là sợ. Thì em có một cách, em làm bạn ấy yêu lại em. Quyết chí phục thù, hơi xến quyết chí phục thù như chị nói. Đó. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục một quan hệ lằng nhằng với bạn ấy xong rồi với người cũ bạn ấy nữa. Quyết định tinh thần là thôi chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết định khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em thì bạn ấy lại phụ nữ chị cũng gặp quay lại, bạn ấy lại không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Có khi nào sau này mà ví dụ quen xong cái có chuyện gì đó rồi anh có như vậy lại không? Thì nếu như mà em vẫn hại anh nữa thì anh vẫn sẽ phục thù em thôi. Nếu như em đã ai vậy? Mà em suy nghĩ là mình nên bao dung trong tình cảm một tí, nếu mà cái gì mà không xứng đáng với mình thì mình buông bỏ, không cần phải như vậy là mình khổ mình thôi. Không, nếu như đã anh và em tiếp tục bắt cả hai tay giữa anh chắc chắn là em không phải là người cô gái như vậy đó, bảo đảm. Thế thì anh cũng sẽ không làm như thế với em. Ok. Song phẳng trong tình yêu ha, rõ ràng ha. Rõ ràng. Rồi mời em gái hỏi gì cưng? Em thì muốn hỏi hai anh là có anh nào có tính gia trưởng không ạ? Anh thì anh tư tưởng của anh là khá là phương Tây, mặc dù anh là con trưởng thật nhưng tư tưởng của anh khá là phương Tây thoải mái, nên là anh rất là trân trọng người khác chứ không bắt người khác phải nghe theo ý mình, nên là câu trả lời của anh là không, anh không gia trưởng. Còn anh thì anh xin trả lời em, anh có một chút thôi, tại vì anh là cha người Bắc. Thẳng tôi tính nói anh là có, anh nói luôn thẳng là thật thà. Rồi hai chàng trai có gì muốn hỏi hai cô gái không? Dương. Em muốn hỏi hai bạn nữ là điều gì khiến hai em thích thú trong tình yêu, và trong cuộc sống thì hai em có châm ngôn gì không? Thì em cũng có một cái quan điểm giống với chị Hương là em thích thú là cả hai có những cái cùng nhau làm ấy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách, hay là cùng nhau với là nó có những cái sự cùng nhau. Em có châm ngôn gì trong cuộc sống không? Châm ngôn trong cuộc sống của em thì em cũng hay thay đổi châm ngôn theo từng khoảng giai đoạn luôn. Thì châm ngôn hiện tại của em đó là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nã hổ họa bì nan họa cốt. Rồi em gái, em có thể nói về ý của mình. Dạ, trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều, nên không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi, cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn, nhưng mà đôi khi là cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Nhưng mà tới giờ này thì em vẫn chưa dẹp ra được cái gì hết. Hy vọng sắp tới sẽ được. Dạ. Phương châm của em. Đối với em thì sống thì hết mình thôi, và trong cuộc sống thì nên có sự bao dung, chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ văn nghệ gì một chút xíu đi, thể hiện hoặc là ai mà không có biểu diễn được, không có tặng quà gì được thì mình có thể nói cái lời gì đó mình mong muốn với cái người mà mình muốn kết nối ngày hôm nay. Dạ, MC hát một đoạn này cho bà hát. Rồi. Hát về được anh. Mặc dù em hát không được hay lắm. Bài hát này có mục đích gì không? Mục đích của em muốn là bà hát cũng như là lời trái tim em muốn nói. Rồi. Mời em. Người yêu ơi, em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không nói một lời cho nhau? Người yêu ơi. Ủa, hết rồi hả? Đúng cái câu đó rồi hả? Quên. Người yêu ơi, mà may đúng là nhớ được đúng cái câu. Sao? Anh này làm gì? Em có một điều cuối muốn nói. Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang tay trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì, thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một người rạch ròi, ai cùng em tay trắng đi lên là coi như là cắt cỏ ngậm vành là sống với người đó, đúng không? Đúng rồi. Hai cô gái hát đi, thì mình hát hay nhảy múa gì đi. Dạ, chứ em có các ai dance em hát không nổi, nhưng mà chắc em nhảy nhẹ. Nhảy nhẹ. Music. Wow. Âm nhạc, âm nhạc. Rồi, mời em. Âm nhạc chưa? Khoan, đợi chị Tường chút xíu. Ổn, ổn, ổn. Đạt được không? Đạt em ổn không? Không, bây giờ tự quẹt, bây giờ đứng thẳng hết nổi rồi. Dễ thương quá quý vị ơi. Trời ơi, cô gái tôi thật là nóng bỏng. Rồi, em gái. Dạ, hồi nãy em hát rồi chị. Vậy giờ mình nhảy đi. Em thì em hay kiểu nhảy những cái bài vui vui trên TikTok rồi ạ. Trời ơi luôn. À, được, TikTok được, luôn. Được. Hồi đó giờ biết nhiều cái liên khúc lắm, bây giờ biết nhảy liên khúc là như thế nào đó, nhảy liên khúc đó. Bây giờ thì thư giãn qua rồi, chị thấy nó quá đủ rồi. Sao ổn em, ổn không? Ổn chứ. Cần máy đâu biết áp gì không? Không, em ổn rồi. Em ổn không? Rồi. Chúng ta đã có những cái thời gian trò chuyện rất là vui trong chương trình ngày hôm nay rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm và chờ nghe những hiệu lệnh của anh Hứa Minh Đạt. Nhìn cho kỹ, có chừng bấm lộn nha. Bây giờ tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2 Đấy, em thừa nhận là hiện tại em đang thay trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì thì sau này khi mà em có gì thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều nên không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn nhưng mà đôi khi là cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ. Điều đó là hạnh phúc đối với anh. Hết thời gian. Cả hai cô gái của chúng ta đều bấm nút màu xanh. Cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại thì hơi tiếc nuối chút. Hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà không sao cả, có thể là nó chưa có một cái sự trùng khớp, một cái sự đồng cảm nào đó. Có thể là bạn gái còn hơi lăn tăn một chút. Chị hỏi luôn em gái là tại sao hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà mình cũng không được ghép đôi trong ngày hôm nay? Dạ, nói chung là cũng là duyên. Tại vì thật sự lúc đầu thì về công việc hay là về tính tình của anh bên ghế đỏ thì đều ok. Nhưng mà ảnh có gia trưởng. Em thì chắc là em là người sống tự lập tự do trước giờ. Thả tay một chút xíu nên hơi em không khó ha. Chắc chắn bây giờ nói chung thật sự em cũng rất là muốn mở lòng. Nhưng mà sau cái chương trình này mình không ghép đôi với nhau, nhưng mà sau này ra ngoài mình cũng thể là có thêm tìm hiểu thêm ngoài. Nếu mà được thì mình cũng có thể là đến, nhưng mà thật sự thì em rất là lo tại vì tính gia trưởng. Em thì cũng cảm nhận được cái điều đó từ em. Còn về bạn nam xanh thì thật sự mặc dù là hiện tại bạn không có gì hết nhưng mà em thì có đầy đủ tất cả. Nói chung là em cũng không phải là tìm một người nào như vậy, nhưng mà trong cái nói chuyện của bạn ấy em cảm nhận được bạn ấy là một người rất là cố gắng và có quyết tâm, và em thì thật sự là rất là thích những cái chàng trai mà có sự quyết tâm như vậy, chứ mà vấn đề tiền bạc hay là vật chất tiền tại em không quan tâm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là có thể hôm nay em chưa có gặp cái sự may mắn của mình, nhưng mà khi chị nghĩ rằng là khi chương trình này phát ra, chị tin rằng là xung quanh em sẽ có rất là nhiều vệ tinh. Chúc em là hãy tỉnh táo, mở lòng mình ra, và tỉnh táo để lựa chọn một người đàn ông xứng đáng, bởi vì em rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Tuấn Anh cũng vậy nhé. Tuấn Anh thì không sao. Bây giờ thì xin mời hai bạn kia bước lên đây. Cảm xúc hiện tại của em gái như thế nào? Em thấy tay anh vừa tay em. Trời ơi, tay anh vừa với tay em. Vậy em phát biểu chị nghe. Rất là hạnh phúc có duyên khi gặp được bạn ấy. Có tin vui thì báo cho chương trình nhé.